đến với thơ hay. Lâu nay, những bài thơ hay viết về mẹ thì có quá nhiều, nhiều như cát ở sa mạc mênh mông. Thế nhưng, những bài thơ hay viết về cha so với thơ về mẹ thì quả thật khiêm tốn hơn rất nhiều. Nổi trội trong những bài thơ hay viết về cha, chúng ta có Bầu Trời Thơ, Hạt Bụi Thơ Nguyễn Thái Dương, Mắt Bố Võ Sa Hà, Cha Tôi Huỳnh Minh Nhật, Bàn Tay Của Cha Quý Phương. Nhưng hôm nay, lòng chúng ta cũng rưng rưng biết bao khi được đọc bài thơ Nỗi Lòng Con của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Anh Hỷ gốc Gạc Dân, Quảng Ngãi, nhưng anh lập nghiệp và sinh sống nơi cao nguyên Con Tum từ rất lâu rồi, có lẽ cũng 35, 40 năm rồi thì phải. Trong lần dỗ cha của mình gần đây nhất, nhà thơ bồi hồi, buồn đau nhớ lại. Nửa thế kỷ rồi ba đã đi xa, về với tổ tiên không lời trăn trối. Cuộc điệp ly chia tay sao rất vội, hòa vào mưa nguồn nước mắt trào dâng. Thường thì một khi người thân của ta ra đi, trước khi họ ra đi, nếu chúng ta có cơ hội được nghe họ tâm sự, nhắn nhủ hay dặn dò những người ở lại điều này lẽ nọ, buồn đau vẫn cứ buồn đau là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng nếu họ ra đi mà không trăn trối được bất cứ điều gì, thì nỗi buồn đau, dây dứt của những người ở lại nó mới thầm thía và xót buộc biết bao nhiêu. Tự dưng, con cảm thấy con có lỗi, con thiếu sót với cha lắm, cha ơi. Chúng con lớn lên giữa cõi người trần, bàn tay mẹ tạo tần nuôi con dài. Ba yên nghỉ cuộc đời đành khóa trái, bao năm rồi nhớ mãi bóng hình ba. Vâng, đúng là vậy. Khi cha đột ngột ra đi, cánh cửa cuộc đời dường như đã khóa trái tất cả lại, khóa trái cho chính số phận cha, cho cả mẹ của con cùng cả con của cha nữa. Thưa cha, ta phải thừa nhận tác giả dùng từ khóa trái ở câu thơ này thật đắc địa, khiến câu thơ trở nên hay hơn, độc đáo hơn khi nhà thơ đã cài đặt từ ngữ đúng nơi đúng chỗ. Thế là từ cái đồ cha về bên kia thế giới, không ai khác, chính là người mẹ của nhà thơ, phải làm việc bằng hai. Bao nhiêu vất vả, âu lo và buồn đau đã đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Mẹ tạo tần một nặng hai xương gồng gánh nuôi con khôn lớn. Ở bài thơ này, mặc dù hình ảnh của người mẹ chỉ thoáng qua duy nhất bằng một từ mẹ ở câu thơ thứ 6, nhưng ta vẫn thấy rõ mồn một, vẫn cảm nhận được mẹ của thi nhân là một người mẹ phi thường, một người mẹ giàu đức hy sinh, đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình, cho chồng và con cháu. Nỗi nhớ cha, nỗi thương mẹ đã lắng sâu tận tâm can của nhà thơ, để nhà thơ mới có thể viết ra được những câu thơ đầy ảm gợi và cảm động như thế. Để tưởng niệm ngày người đã đi xa, trai gái cháu con cùng về tề tử, thắp nén nhang thơm, dâng lên chén rượu, nghe ấm lòng công đức tỏ tri ân. Đúng vậy, dù ta đang làm gì và ở bất cứ nơi đâu, nhưng cứ hễ đến ngày giỗ của ông bà, cha mẹ hay người thân ruột thịt thì bằng mọi giá, ta phải sắp xếp mà về lại cổ hương. Đó vừa là bổn phận, trách nhiệm cũng vừa là đạo lý làm người. Ngày giỗ cha năm nay khác với mọi lần, bởi dịch giả đường về quê chia cắt, nơi phương xa con đầm đìa nước mắt, chỉ biết cúi đầu tạ lỗi nỗi lòng con. Như chúng ta đều biết, đại nạn dịch cùng quái ác đã làm cho cả nhân loại điêu đứng. Kẻ bệnh dày dày, người chết lớp lớp, kinh tế thì bị kiệt quệ. Bao nhiêu đứa con ly hương đến ngày dỗ cha dỗ mẹ cũng chẳng thể trở về. Nhà thơ phải đành nghẹn ngào, đầm đìa nước mắt mà cúi đầu tạ lỗi với cha của mình chưa biết làm sao. Chắc chắn nơi chín suối, anh linh người cha cũng rất hiểu mà cảm thông cho cả con của mình thôi, chứ người cũng không hề của trách hay buồn phiền đâu ạ. Mặc dù biết là vậy, nhưng từ thẳm sâu của lòng mình, người con cũng cảm thấy buồn tủi, xa xót và day dứt khôn nguôi. Thật ra, nỗi lòng con được nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ thể hiện bằng thủ pháp ở dàn chân phương, nhất dàn mở đến tận cùng rồi. Bởi thế, với bất cứ người đọc nào cũng đều cảm thấy rất hay, xúc động và dễ hiểu khi được đọc bài thơ. Đôi dòng tải máy của người viết bài này chỉ mang tính đồng cảm và chia sẻ mà thôi. Bình ư, thật nực cười, bởi thơ hay và hồn thi nhân cũng đã mở toang ra rồi thì còn bình làm chi nữa. Quảng Ngãi, mùng 4 tháng 11 năm 2021, Hà Huy Hoàng.
nỗi lòng con. Tưởng niệm ngày giỗ ba tôi ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu. Nửa thế kỷ rồi ba đã đi xa, về với tổ tiên không lời trăn trối. Cuộc điệt ly chia tay sao rất vội, hòa vào mưa nguồn nước mắt trào dâng. Chúng con lớn lên giữa cõi người trần, bàn tay mẹ tạo tần nuôi con dài. Ba yên nghỉ cuộc đời đành khóa trái, bao năm rồi nhớ mãi bóng hình ba, để tưởng niệm ngày người đã đi xa. Trai gái cháu con cùng về tề tự, thắp nén nhang thơm dâng lên chén rượu. Nghe ấm lòng công đức tỏ tri ân, ngày giỗ năm nay khác với mọi lần. Bởi dịch giả đường về quê chia cắt, nơi phương xa con đầm đìa nước mắt. Chỉ biết cúi đầu tạ lỗi nỗi lòng con. Nguyễn Tấn Nghị.